Tao xin à, sao mày không, tao gọi cho mày không nghe máy? Thụ mẹ, tao có hay mày gọi đâu mà số đó tao đâu biết. Số tao mà mày không biết, cái số độ má số lạ mà gọi cho mày mày nghe máy? Ủa má mày khùng quá à, tao á hồi ấy tới giờ công chuyện nữa không có ấy, không có thấy. Khùng cặc này Khanh, độ má gọi sao rồi tao Ủa cho mày má, ba tao không ngày lẽ rồi gì mày tao tính thề sao? là tin là tao đi tao tùm lum chuyện đủ má đủ thứ hết trơn á, quẩy tới bây giờ đủ mẹ nó có hay không có hay nào điện hết trơn á, không có coi luôn, không có gì hết trơn á, tao mày biết sẵn rồi. Rồi giờ tao không Ủa má nói nó vấn bộ đề bộ mày ai nghe không à? nghe, bây giờ tao hỏi mày nè, rồi tao cho mày 3 ngày rồi mày trả lời tao làm sao? Ủa mẹ thì bây giờ tao nói cho nghe nè, không có nói 3 ngày 4 ngày trơn á, lúc đấy tao nói mày vậy đó chứ tao nói là tao nói một một hai là anh em mày biết sẵn là tao đủ má không bao giờ mà nói cái gì mà bậy hay là con cặc gì chân đủ má, cái làm tao làm là tao chịu hay là tao ấy gì tao chịu, mà tao mày nghĩ đi, ví dụ như cái cuộc bình luận nha, mày nghĩ lại cái lý thôi, tao đủ má đâu có khùng đâu mà đi làm vậy cái hình trời của vợ tao đi bình luận hay tao đi giấy gì mày hiểu không, Cái đó chứ mày không không thì biết, đủ má mày bao không nhiêu biết trong rồi. cái Zalo đó mày độ mà mày bình luận vô cái Zalo tao, vô cái nick của tao, mà cái đó là cái Thì rồi, Zalo của thì mày, rồi mà mày nha. cảm thấy sao? Giờ cái máy của mày bây giờ tao không có nói nhiều, bây giờ mày nghĩ sao? Bây giờ tao nói cho mày nghe nha, mày nghĩ sao là Rồi mày ý nói đi. làm sao tao nói hả? Mày nói đi. Cái thứ nhất là mày nói về cái đó tao nói cho mày, tao ngược lại tao nói cho mày nghe nha. Cái thứ nhất mà nếu mày nghĩ ra mà nếu mày nghĩ như cái tấm lòng của tao mà nghĩ mày nhiều đó đó phải không, thì tao sẽ gọi mày hồi đó mày mày nói chuyện ở trên ra, mày nói chuyện ở trong cái clip á, tao gọi điện cho mày tao nói chuyện liền. Bữa đó mẹ mẹ bữa đó hai thằng nó qua nói lợi thì nó không đánh, nó cho lợi thì coi như bình thường phải không, tao cũng đâu nghĩ gì, tao hỏi trước tao coi mày sao. Còn này mày đâu có điện cho tao mày hỏi ơi cái đó làm sao hành này, hay làm như thế nào tao giải thích đầu má chưa chân á đúng không. Cái đó là tao suy nghĩ lại rồi, bởi vì tao nói là không có cái gì, tao cũng không có nghĩ gì chân lúc ấy, giờ tao cũng bình thường tao không nghĩ gì, nếu mà tao nghĩ gì đụ má cho tao chết, tao nói gì lúc nào cũng vậy nha nha nghe xin. Nhưng mà tao nói đụ má tao mới nói ra cái lý đó rồi, tao mới đụ má cái này tao mới ngộ, tao nói tùm lum hết trơn rồi, nhưng mà tao nói tao nghĩ điều hết trơn rồi tao mới hỏi ra, tao nói đụ má sao mà kỳ, không lẽ bây giờ mày nghĩ về cái lý rồi bao nhiêu rồi, thì tao biết là nếu mà như vậy là trong tại đó là tao nói mày, tao nói ra bây giờ nói cũng được, nói giờ nào nhận nào ấy, ta ai con ngon con nào nhận đúng không. Nhưng mà bây giờ thì tao nói mày vậy đó, tao Nói chặt vậy là nói cái đó sao? là tao làm, tao không làm mà tao coi như là mày, tao nói là không, tao không phải là tao nếu mà mày nghĩ đi tao cái lý rồi đúng không, Lý thì bây sao? giờ bởi vì tao tháo cái lý tao xuống rồi, cái lý tao hủy bỏ rồi, tao Ủa hủy mày bỏ rồi. bự bây giờ nè, rồi xong tao nói mày nè, mày nói xong rồi á mày hủy bỏ là xong hả Khanh Thảo? Rồi giờ tao nói mày vậy vậy đó rồi, làm sao ý mày sao là tao là tao làm sao đi. Bây giờ tao gọi cho mày, mày hỏi tao ý mày, ý tao làm sao đúng không? Vậy chứ là chị chứ làm sao vậy? Bây giờ độ má, bây giờ tao nói là cái sự thật chứ mà để đéo có Tại vì nói mày cái nói liếm tao với binh, tao. tại mày nói tao á binh bả trụ má chưa bao giờ mà tao gặp bả tao biết con cặc gì nghe xin, từ quấy giờ chuyện của mày làm á, Bây giờ anh bỏ em cái làm vụ từ bà quấy tới lụ giờ. qua một bên, bây giờ tao nói mày bỏ cái vụ bà Lượng qua bên, cái việc mà mày binh bả hay không binh bả tao không nói với cái việc của bà Lượng. Bây giờ tao nói Không. về cái việc cái nick Zalo của mày bình luận xúc phạm tao, bây giờ mày trả lời cho tao bao nhiêu thôi? Rồi thì bây giờ tao nói với mày là nói như vậy đó, là cái việc như vậy đó là tao bỏ rồi. Vậy đó rồi bỏ rồi là sao, tao xúc phạm cho mày hay gì là mày bỏ cho tao? Cái này mày xúc phạm với tao, mày có câu nói với tao như thế nào? Rồi mày xúc phạm tao ở trên ấy, tao hỏi mày nhiêu Xúc thôi, phạm rồi cái hai gì? thằng nó chuyện Tao chuyện xúc chơi rồi phạm với thôi, tao mày có nói cái gì? mày không? Mày nói Cái tao gì? trước, tao mới xúc phạm tới mày. Tao nói gì? Đúng không? Tao nói mày cái gì? Mày nói cái gì, những gì thì ở trên cái bình luận ra tao đã chụp qua cho mày, mày đã xem rồi, thì bây giờ mày trả lời với Cái đó tao là cái cái nick của sau này mày, tao mày nói phải có mày, trách cái nhiệm. sau này cái đó mày nghe nè, cái đó là cái sau này là cái sự cố coi như là cái chuyện đó tao biết, là coi như là người ta giật dây tao không biết như thế nào đâu, cái nhất đó là nhất cũ tao không hiểu luôn hiểu không, cho Nick nên đó cũ gì, tao cái có nick điện mày thoại đừng tao có hỏi nói mày. nick cũ hay nick mới, cái nick nào của mày tạo ra là mày phải chịu trách nhiệm cái nick đó của mày, và Thì cái nick của tao có mày nói với đang gọi nói mày, chuyện với tao nữa.
Mày nghe tao nói không? Tao cũng nói là tao có nói chuyện với mày, nhưng mà Rồi. tao nói rồi là cái lúc trước á, tao hầu mấy bữa trước á, tao cũng có điện tao nói chuyện với mày rồi mà tao Đúng. nói như vậy đó, mày 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 không hiểu hả? Hiểu Tao là nói hiểu thì sao? Bây giờ mày bắt bây tao giờ hiểu sao? Bây giờ cái nít những đó nói như câu vậy đó, mày nói đi xong tao nói. tao nói mày cái nít đó nói như vậy đó, phải không? Nhưng mà bây giờ tao nói mày ai tao chịu, tao mới là bây giờ tao mới điện cho anh mới là gỡ xuống rồi, nói là ổng mới bỏ rồi, ổng mới là gỡ rồi gỡ xuống đấy, cái đó lại tại vì ổng là ổng bị nạp tiền cái nè, anh ta kêu ổng nạp tiền, ổng nạp tiền cho người ta nữa, ổng nạp tiền cho người ta ổng mất 500 ngàn, ổng nói tao ta ổng tưởng là tao tao kêu nạp tiền á, tao mới Cái nói tao nick mới giật mình, mà tao còn chưa biết nữa mà rồi mày nói xong rồi chưa, hiểu không, tao còn chưa biết nữa. mày nói xong Bởi vì tao chưa, nói tao á, tôi mày tao nói nói tao em nghe nghe, trên rồi tao nói thế mày tao nghe, em mày cái nói gì tao nghe, tao nói mày nghe, rồi mày nói xong đi rồi tao nói cho mày nghe, rồi mày nói xong chưa? rồi tao mới nói với anh Nam á, tao là thôi, bữa đó tôi mới nói xin rồi là tại vì ông má chết tôi là tôi phải chịu trách nhiệm, hiểu không? Thì thôi là cái này tới giờ sao nói ra biết ai làm đó, là tôi có nói nó bữa đó là tôi có điện, hỏi tao có điện cho mày chơi đó, nó có vậy ổng hỏi rồi sao vậy, nó nói gì nó cũng nói anh em nói chuyện y vậy đó, tao nói sao tao nói y vậy cho ổng nghe đó, có lưu lại cho ổng nghe đó, Ông thì nào tao nói vậy, mày nói với ông nào? tao nói chỉ chuyện với anh tao Rồi sao, rồi để ngoài tao rồi tao nói chuyện đó, rồi nói vậy rồi sao? người ta nói là bây giờ là ai làm gì với cái nick của tao, tao chịu trách nhiệm, người ta nói bữa đó tao nói mày làm gì rồi, tao nói là thì rồi bây giờ tao nói mày tao có lỗi với mày đó, rồi bây giờ rồi sao rồi tao nói với mày vậy đó, rồi tao bỏ rồi, tao nói với mày bữa đó ông hỏi tao có nói chưa, tao nói rồi, Mày sai với tao mà mày nói rồi mày bỏ rồi là làm sao? Tao chưa bỏ cho mày sao mày bỏ cho tao? mày nghe tao nói kỹ không chuyện, mày nghe tao nói không? Rồi bây giờ mày nói xong rồi, bây giờ tới tao nói nè. Nè, tao nói mày nè, về vấn đề nick Facebook và Zalo, Zalo không ai lấy được, nghe không? Zalo từ cái số điện thoại của mình sẽ tạo thành một cái Zalo của mình, không ai hack nick được cái nick Zalo của mình. Còn Facebook thì người ta lấy nick Facebook là cái bình thường, còn Zalo cái số điện thoại chẳng ai lấy được cái Zalo của mình. Hiểu Đúng không? rồi, Còn bây đúng giờ đúng. cái số điện thoại của mày đã gọi cho tao và cái nick Zalo này mày đã gọi cho tao về bằng cái nick Zalo này, tao còn vẫn lưu tên mày lại nữa mà Khanh. Đúng không? Thì bây giờ tao nói với mày nè, cái phần mày sai với tao, bây giờ mày cái trách nhiệm mày với tao như thế nào mày nói cho tao rõ ràng. Thì tao nói mày tao xin lỗi mày, cái đó chuyện của tao, tao có lỗi với mày rồi, tao xin lỗi lỡ như vậy tao để tao khắc phục cái chuyện đó, tao ra nói rồi thôi, dù mày bỏ đi Mày nghĩa xin là lỗi tao tao cũng mà nghĩ tao là tao nói cũng nghĩ mày chưa. là anh em tao, còn mày nghĩ tao như thế nào đó, mày nghĩ tao trụ má tao chưa bao giờ nghĩ cái gì mà trong bụng tao trụ má tao biết xấu với thằng nào mà giấu với mày đồ má cho tao chết tao xin cho mày biết, còn anh em mày nghĩ tao như thế nào đó lúc tập mày mày nghĩ đi, từ rồi đó giờ nếu mà tao nói bậy mi với mày một câu mà kiểu như nói tao nói là nghĩ xấu hay gì thôi, độ má mày nghĩ là đi cái thằng của tao như gì nào mà độ má mày nghĩ đó, nói lúc mà mày nói mà tao mà nghĩ xấu mày á, mày nghĩ qua mày nghĩ xấu cho mày nghĩ đi lại là cho trên đời này độ má thì vậy đó, đi làm sao có ngược đời không, tao nói Rồi thiệt. cái mày 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 đổ cái nick này cho thằng nào cầm máy mày, bữa mày nói với tao là mày biết rồi, mày biết ai làm cái điều này rồi, bây giờ tao tao hỏi cái nói câu trả lời cho là mày, tao mày cho tao biết tao người nói nào làm. tao nói với mày là tao biết rồi, là tao nói mày là tao nhìn cái hình đó là không phải, là tao nói là người ta chỉ nhắn là kiểu như là người ta làm giống như là tao có chuyện đó, hiểu không? Cái đụ má tao nói mày tao biết còn làm hả, nói mày chơi đụ má nó chết mẹ với tao rồi chứ, đó nói với mày sao Cái nick của mày, cái điện thoại của mày mà thằng nào vô đó cầm, hoặc là vợ mày, không lẽ vợ mày đi hại con mày, gặp hoặc con là nhỏ thằng đụ má còn nói nó không có ai cho nhá, bữa đụ mẹ nó ở đây là ở tao đang ở nhà nói gì đó thôi rồi mày già tao nói đi nói, tao rồi nói mày nói xong rồi tao nói mày nghe nè, vấn đề nè, mày nói đó là ở trong nhà mày có anh em đông lắm ngồi chơi với mày. Đôi khi mày nói là cái vấn đề á, nhiều nói khi á mày là là những thằng nó cầm cái máy của mày phá mày, hại mày. Bây giờ nè, tao nói mày nói nè. nghe Rồi để tao nói trước đi, để tao nói trước đi. Rồi mày nói, bây giờ nè, ví dụ như độ mà những thành thằng anh em của mày cùng chơi với mày trong nhà,
Ví dụ như bây giờ nó đã cầm cái máy mày, nó nhắn tin hoặc là nó ủ máy nó hại mày về vấn đề này, thì mày xem lại những thằng anh em đang chơi với mày có tốt với mày không, hoặc là mày có tốt với anh em những thằng chơi với mày không, mà tại sao những thằng đó lấy cái máy điện thoại của mày để hại mày. Nói về vấn đề những thành phần mà hại mày đó, còn cái việc mà có hại hay không tao chưa có biết, đúng không? Thì bữa mày nói với tao á, để trong 3 ngày tao sẽ cho mày biết người nào hại tao. Thì bây giờ tao muốn ai hại mày, mẹ tao sẽ lên liền trong bình luận nói tao như vậy, hay là mày. Đúng mẹ biết đâu, người ta chuyện tình do đâu, người ta nói với mày hả? Rồi bây giờ Giờ nếu tao nói như mày cái gì đó. chuyện gia đình của mày không nói với tao, là mày chấp nhận là mày là thằng độ má nhắn cho tao nói với tao xúc phạm tao đúng không? Mày nghĩ đủ má, Mày trả lời cho tao dứt nghĩ khoát một đủ cái má đi để thanh tao thẹo, nói mày. đéo mẹ tao chẳng có phải nói chuyện Tao với mày nói với nhiều. mày mà, tao nói với mày mà mày nghĩ sâu xa dài dòng đó, chứ mày không thể là mày nghĩ như tao, đơn giản như tao là anh em, là tao nói với mày là giống như vậy. Mày hiểu không? Tao nói là cái chuyện đó đủ má, nếu mà tao biết được á, trời ơi trời ơi, mày biết sẵn rồi, chứ nói đủ má tao không có. Tao nói mày á, mày biết sẵn chết cái chuyện của tao làm mà, tao không có kỳ nghỉ gì, tao làm tầm bậy tầm bạ gì đâu. Rồi bây giờ Tao chỉ tóm nói lại, tao có làm kiểu rồi chưa mày bao giờ nói, tiểu nhân ha, chưa bao giờ tầm bậy nó hết. rồi Tao thôi nói bây với giờ mày mày đủ nói má như cái vậy dòng tao nếu, nha, đủ bà nội nó, tao nói cho mày biết nha Jin, rồi là nói, mày có nghĩ tao như thế nào tao không biết nha, đủ má tao có nghĩ xấu một cái gì đủ má, mày biết sẵn là từ ấy giờ bữa đó, anh em mình nói chuyện gì nữa, đủ má quậy muốn tao nghĩ gì cho tao chết liền cái rồi bây giờ này. mày nói xong rồi phải không? Bây giờ tao xin nhắc lại mày một cái, tao nói tóm gọn lại một cái nữa thôi. Bây Nói giờ đi. tóm lại là mày không chấp nhận là độ má mày sai với tao, hoặc là mày không chấp nhận là trong cái nick của mày nhắn cho tao đúng không? Mày nói là tao nói là bởi vì nói vòng vòng hoài, tao nói nghe chị không, tao nói mày cái đó đó là tao tao bây giờ nó cái nick của tao, nhưng mà bây giờ cái nick chủ của tao nó như vậy đó, tao nói xuống rồi nó, tại vì bây giờ nó lỡ như vậy rồi, tao là tao nói mày, tao nhận tao có lỗi với mày là Rồi giờ tóm lại là mày đã mày của tao, hiểu giờ không? là giờ tóm lại là mày đã nhận lỗi với tao là mày sai đúng không? Đúng rồi, chứ tao có nói gì mày đủ mất tiền quá giờ, từ lúc đầu lắm mày nói gì trời. Nè tao nói với mày nào, tao chỉ cần nghe cái tiếng nói của mày độ má mày nhận lỗi mày sai với tao thôi. Nói chung là cái xã hội này anh em cái thằng nào cũng vậy, cho dù mày để tao nói đi, cho dù cái thằng đó nó lớn cỡ nào đi chăng nữa, hoặc là cái thằng bé cỡ nào đi chăng nữa, độ má sai là phải nhận sai, đó nó mới là một cái thằng độ má ở xã hội, chứ đừng có nghĩ là mình sai mà mình đéo có phải nhận sai. Tao nói với mày gì đó Khanh, cái câu nói mày hiểu cái câu nói của tao chưa? Rồi, hiểu, nhưng mà mày nói tao không hiểu cho mày không, nhưng mà từ lúc đầu là tao đâu có nói là tao đúng đâu hết. Rồi Mày mày nói sai mày tao nói với mày từ lúc đầu mà mày nói gì vậy? mày đúng mà, nói chung là cái câu nhận sai của mày không có chân thành, không có sự thật, mày hiểu không? Trụng má thì tình đó không có gì. Rồi mày nghĩ sao? Mày nghĩ tao chắc tao xấu với mày vậy hả Jim? Mày nghĩ tao chắc chắc mày nghĩ vậy luôn á, tao biết luôn á, tao đang nghĩ trong bụng nha, đụng má mày, nếu mày nói tao vậy cái lâu tao bỏ gì vậy, tao nghĩ là tao nếu mà tao đụng má thì trời ơi, đụng má đã tao tức một cái nha, trong lòng tao đụng má biết xấu gì mà đụng bằng gà cái gì, tao chẳng cái gì đụng má mày. Thì mày nói và mày xác nhận như vậy thì thôi giờ tao không có nói nữa. Ồ má mày, tao mày biết cái tính tao rồi, quan trọng là độ má mày có sai hay không, mày có nhận sai với tao hay không thôi. Thì thôi tao nói với mày á, mày đã nói như vậy và mày đã xin lỗi rồi thì thôi giờ tao bỏ qua cho mày đó. Nhưng mà tao mong rằng á, cái chuyện của tao làm đây sắp tới đó, mày đừng có xía vô giùm tao một cái. Mày xía vô là khó chịu với tao đó, cho mày biết đó. Thì thôi giờ nói chung là tao bỏ qua cho mày đó. Rồi vậy thôi nha.